Ok, em khuya rồi, đi chơi mọi người ơi. Để đi thử lòng vòng ở quận 4 chơi thử coi. Bây giờ là 9 giờ 15 phút tối rồi nha. Khuya rồi. Bây giờ ở đâu đó cũng hơi khuya khuya rồi. Ở phía đằng trước có một cái quán ăn rồi, thấy không? Thật sự ra bây giờ kêu mình đi mình cũng chả biết đi đâu. Đi một vòng hai vòng chơi. Trời mới vừa mưa xong á. Mấy ông dài cái mưa suốt luôn. Mưa xíu ngưng mà được cái mưa hoài rồi. Mưa cả ngày luôn á. Nên là nhìn mặt đường nè. Đường nó vẫn không có khô nổi. Sao mà khô được. Chút xíu là trời mưa, chút xíu là trời mưa. Nên là đường chứ không bao giờ mà khô được. Ở đây có quán ăn nè. Đang cần tuyển tổ trưởng với lại nhân viên này kia. Đây là trục đường Bế Vân Đồn nha. Đường Bế Vân Đồn. Không biết đi như thế nào. Đi đâu đó lòng vòng đâu đó nửa tiếng rồi mình về. Để mình đi xuống dưới chợ Hãng Phân đi. Tại vì thường thì mình hay đi xuống chợ Hãng Phân chơi á. Hay là giờ buổi tối có cái dịp đi bộ thì mình đi xuống chợ Hãng Phân chơi thử coi. Và đây là cái camera action cam nha. Cũng rẻ thôi, có 1 triệu mấy à. Quay ngày thì nó hơi xấu nhưng mà quay đêm thì nó cũng còn tạm. Để đem quay thử coi. Lẽ ra là mình phải dừng á, nhưng mà mình thấy xe vắng nên là mình đi luôn. Hotel 2 tiếng là 243k. Mình đó lúc mình không hiểu là sao không lấy 245 luôn mà. Tính 243k chi cho mắc công chả hiểu được. Nói chung tùy, người ta là chủ mà, người ta muốn lấy giá nhiều người ta lấy. Mình cũng chả có ý kiến cò gì được. Ở phía bên trong này á, ngày xưa lúc mà mình học lớp 1 á, mình đi học chữ dưới đây nè. Gần nhà thờ Vĩnh Hội. Nói chung lâu lắm rồi. Hồi năm 2000 á. Thì có một cái nhà dạy chữ của cô gọi là cô giáo Thảo. Và bây giờ dọc theo ở đây á, người ta mở quán ăn nhiều lắm. Đa phần là quán ăn quán nhậu không mà. Mình đi ở phía trên lề cũng không có đường đi nữa. Chiếm hết đường đi rồi. Nên là mình phải đi ở phía dưới. Đó là quán ăn quá trời. Quán ăn, quán nhậu, quán bia gì đó. Đó cái chỗ mà 3K đó, Sài Gòn Chiêu á. Là nhà cô giáo Thảo hồi xưa mình đi học chữ. Hồi xưa mẹ mình dẫn mình đi. Đi nghe qua mặc dù á, mọi thứ đổi thay nhưng mà dù sao gì á thì nhìn vẫn nhớ nha. Nhìn thấy vẫn nhớ, vẫn hoài niệm. Nhà thờ Vĩnh Hội đây nè. Ở phía bên đó là cầu Ông Lãnh đúng không? Cầu Ông Lãnh. Nhà thờ Vĩnh Hội nè. Đây là nhà thờ Vĩnh Hội. Có cái chung cư mới vừa xây á. Ngày xưa ở đó là hiệu thuốc Bách Tô, nhà thuốc Bách Tô.
công ty sản xuất thuốc lá đó, rồi sau này cái nó đổi nó đập đi thì còn vậy đó. Giờ nó có đất trống, nó xây lên cái chung cư đó, Novaland khá là cao á. Đây là cái đoạn đường mà những cái ngày bắn pháo bông á mình hay đi cái đoạn đường này. Đi thẳng xuống thì sẽ đến cái chỗ bắn pháo bông. Camera này á, bữa nay á mình đổi trên đầu nha, nên là cái góc quay á, cái đầu mình cử động sao á, mình có thể quay được như vậy. Cái góc quay nó sẽ linh hoạt hơn. Thấy tòa nhà Pitexco đó, tòa nhà Pitexco, cái tòa cao cao nó nhô ra, không biết mình đeo trên đầu vậy á, mình nói người ta có nghe không ta, chả biết. Nhưng mà sắp đến chợ Hàng Phân rồi, tầm xíu nữa thôi thì sẽ đến chợ Hàng Phân. Vòng vòng ở đây mấy cái tiệm quán ăn này kia nhiều, với lại cũng có tiệm hớt tóc nè, rồi tiệm nail đó, tiệm hớt tóc, tiệm nail, cơm tắm đêm. À, cơm tắm đêm à, chắc là bán từ đêm về khuya luôn. Có mấy tiệm nail. Có người đi xe điện kìa. Đây có thêm một cái chung cư à. Chung cư này là Millennium gì? Millennium gì á, khó đọc lắm. Mà ở phía bên trong này mình thấy là có một cái cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở phía bên trong. Lâu rồi á mình không có đi lòng vòng buổi tối, nên ngày hôm nay thì mình đi một cái đoạn đường này. Từ nhỏ đến lớn mình không biết đi biết bao nhiêu lần rồi. Cái chỗ này á, ngày xưa người ta gọi là bến chuối nha. Bởi vì cái chung cư này ngày xưa đó là cái nhà kho. Ở trước cửa cái nhà kho đó người ta bán chuối nhiều lắm, nên nó gọi là bến chuối. Ở phía bên kia bờ sông á, lúc trước là nguyên một cái dãy nhà luôn. Rồi cuối tuần á, mẹ hay cho mình đi ghe qua bên kia bờ sông á, để đi mua đồ ăn á. Ở phía bên chợ Cầu Muối á, phía bên kia đó. Đây là cái hướng cầu Ca Mép nha. Thấy lung linh không? Mở đèn lung linh luôn. Đó, đây là đường Nguyễn Hữu Hào, hay còn gọi buổi sáng là chợ Hiển Phân. Thấy buổi tối vắng hoe, rất là vắng luôn. Có một cái siêu thị mini, siêu thị Winmart. Winmart rồi. Có siêu thị Win. S25, cửa hàng tiện lợi S25. Giờ này nhân viên gần vô K3 rồi, 10 giờ đêm là K3. Làm từ đêm tới sáng luôn, mệt lắm. Có hai cửa hàng luôn, một cái S25 với một cái 7-Eleven. À, mini stop chứ. Không. Không, 7-Eleven. Ở phía bên đây là trường Chi Lăng, trường cấp 2 á, trường cấp 2 Chi Lăng á. Có mấy người đi, họ đi nhặt ve chai kìa. Họ đạp xe, họ đi lượm ve chai. Ở chợ Hiển Phân nè, bắn kinh hồn.
Giờ này chỉ còn một hoặc là hai người bán gì đó thôi. Nhớ xưa mẹ mình có dẫn mình vô đây ăn ăn phở bò với lại trứng á, trứng trùng á, ở trong đây nè, ngồi ở trong đây nè, mà lâu lắm luôn rồi. Hồi xưa cái chợ này người ta lấy đồ ăn nhiều lắm, giờ thấy ít bớt. Phân ở phía đằng trước là chủ yếu là người ta bán trái cây thôi, chứ không có một giờ buổi tối chợ này không còn gì hết. Ở phía đằng trước có cái sạp trái cây sáng đèn thôi, nó phải là hết nữa. Mình muốn đi lên trên cái chung cư này, mình đi cái ngõ lên ở đây. Cái nhà đầu tiên á là nhà của nhỏ bạn cấp 2, năm cấp 2 của mình mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Chơi với nó, tụi nó hồi năm lớp 9 nè. Cái nhà cuối cùng luôn á. Bạn gái cũ chứ. Dù quen nhau có 1 tháng à. Mới đầu là bạn thân rồi sau đó là quen nhau 1 tháng rồi thôi. Đó, cái nhà đầu tiên. Mà giờ cũng đóng cửa, phá cửa, tắt đèn tắt thui rồi. Nhìn vô không thấy gì. Đó, nhà đóng cửa rồi, nhà này nè. Hồi xưa thì sơn màu xanh nha. Nhưng mà bây giờ ở đổi rồi. Trên cửa sổ thì vẫn còn đèn. Đó, đây là cổng lãnh. Buổi tối mấy người vô gia cư họ ngồi ở trên cầu rất là nhiều luôn. Đây là view cộng lãnh nè. View cộng lãnh nha. Mấy người vô gia cư mỗi buổi tối họ ngồi ở trên đó rất là nhiều luôn. Họ chờ mấy cái người mà phát cho đoàn từ thiện á. Lúc trước á mình làm sơ cồ cây. Rồi mình hay gom mà mấy cái đồ mà gần hết đáp á, mà sơ cồ cây nó không có bán nữa đó. Mình đem buổi tối khi mà mình làm xong K2 á, mình hay đem mình cho. Quay được một cái cảnh không có đẹp mấy. Thế là có một người đang vào để họ tè đó mà.
có những đoạn đường á có biết bao nhiêu là kỷ niệm luôn á. Mình đi ở phía mé bên đây đi. Chỗ này có bán nước đó. Cái gì nấp xiên chóc phi. Đây người ta gọi là ở dưới gầm cầu ông Lãnh nha. Đây là dưới gầm cầu Cộng Lãnh. Đây chính xác hơn là dưới đây gầm cầu ông Lãnh. Dưới gầm cầu quá rét quá trời luôn. Để băng qua bên kia đường chạy dễ đi, đỡ xe. Rivergate President GS25 7-11 luôn. Bây giờ hai cái thương hiệu này nó đối đầu với nhau vậy. GS25 làm như của Hàn Quốc, còn 7-11 làm như là của Nhật. À, có thêm Winmart ở đây nữa. Coba Kip Zone Coffee and Food. Có cà phê Coba phía đằng đó nữa. Nhiều. Đứng tử phía bên bờ này nè. Thấy có hành thì còn mấy cái số không. Ở phía bên kia là cái chung cư cũ đó, lúc nãy đó. Xe hơi vào dầu sướng ha, bước đi bước xuống bước lên bước xuống cái xe hơi này khi đưa đón sướng thiệt. Đó, nhà bạn gái cũ của mình ở phía bên kia, bài cấp 2 của mình. Đó, cái nhà mà cái cửa sổ mà nó có đèn đỏ đỏ đó. Hồi xưa lúc mà còn chơi á, có từ kia tụi nó hay rủ nhau qua bên đó chơi. Mà bây giờ mười mấy năm trôi qua rồi. Có mấy người vô gia cư họ ngồi ở đây nè. Họ chờ đoạn từ thiện á. Không có trời luôn. Nhiều người lắm. Buổi tối á, cũng có nhiều người á cho họ đồ ăn. Mà mình thấy không, cái tình cảnh đó là họ lựa đồ ăn nha. Đồ ăn nào ngon á thì họ ăn hết. Còn đồ ăn nào mà không ngon thì họ để lại. Không phải là hầu hết nhưng mà
để cái vấn đề tấm lòng của người ta cho mình không ăn mà mình bỏ. Đó là bị phí. Sắp tới trường Lý Nhơn rồi, trường tiểu học Lý Nhơn á, ai ở quận 4 chắc là biết ha, trường tiểu học mang tên là Lý Nhơn. Dưới này gọi là cái gì ta, cái gì cư xá Vĩnh Hội, cư xá Vĩnh Hội gọi chung luôn á, cư xá Vĩnh Hội nó rất là rộng. Nhà mấy đứa bạn cấp 2 của mình ở dưới đây nhiều lắm này, ngay cái chung cư này nè, nhiều lắm luôn á. Hồi nhỏ phía bên đây nè có chỗ ăn ở quán Bà Tài mà xong biết bây giờ rất là ế, ngày xưa bán đông lắm, bán đắt lắm luôn. Ở đây có một cái chỗ tiệm cắt kính nè, mắt kính Minh Nhật cũng lâu lắm rồi, xưa lắm luôn rồi. Ở đây quán ốc với xe nước mía. Dưới này người ta gọi là Hiệp Thành. Hồi xưa mình hay được mẹ dắt xuống đây nè, ăn ốc, ăn hộp vịt lộn dưới đây nè, trong cái hẻm này nè. Ở phía góc này á là chùa Long Bủ nha. Đó, chùa Long Bủ. Nó nằm ngay đường số 50 cư xá Vĩnh Hội á, chùa Long Bủ ở đây nè. Ở phía đằng trước á là đường Khánh đường Khánh Hội. Nó ở phía đằng trước cái trục đường ngang qua đó là đường Khánh Hội. Tôi có bản tờ. Tôi có bản tờ. Tôi có bản tờ. Phía bên này á, cũng là cư xá Vĩnh Hội luôn nha. Mấy cái nhà ở trên đó đó là kêu là cư xá Vĩnh Hội hết á. Nó rộng lắm. Đây có thể nói là cư xá Vĩnh Hội á, là cái cư xá mà nó rộng nhất luôn. Rộng nhất trong tất cả các cư xá luôn. Nói về cái diện tích á, chắc là thua cư xá Thanh Đa. Ở đây nè, ở đây á mình hay đi về á, trời mưa á mình hay đi leo lên trên nhà lô này nè để mình đi về. Ngày hôm nay thì mình lại có dịp mình đi cái đoạn đường này nữa, thời gian cho qua nhanh ghê, mới vù một cái mấy chục năm, nhanh thiệt sự luôn. Giờ nãy trên đây á người ta ngủ hết rồi, không ngủ thì người ta trong nhà. Nói chung giờ này người ta trong nhà hết rồi. Đó, cư xá Vĩnh Hội. Có nhà thì họ có cái khúc ở phía đằng trước này nha. Có cái làn ghế phía đằng trước, có nhà thì không.
coi.